Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập Milan 2022, ngày hôm nay Đoàn Công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tham gia Hội thảo Hàng hải. Hội thảo Hàng hải do Hải quân Ấn Độ tổ chức lần này thu hút sự tham dự của 39 quốc gia, trong đó việc giải quyết các vấn đề về cạnh tranh xung đột hàng hải và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Đa phần các ý kiến đều cho rằng để giữ vững an ninh, ổn định và phát triển hàng hải cho khu vực và thế giới, mọi quốc gia cần phải tôn trọng, thực hiện nghiêm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, đồng thời tăng cường mối quan hệ quốc phòng đa phương thông qua việc gắn kết hải quân các nước. Cùng ngày, đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đón đoàn đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ lên thăm tàu 016 Quang Trung. Đại diện đoàn đại sứ bày tỏ sự vui mừng khi tàu 016 Quang Trung tham gia cuộc diễn tập này, đồng thời nhấn mạnh hợp tác ngoại giao giữa Việt Nam và Ấn Độ đang ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ quốc phòng song phương. Việc cử tàu hải quân tham dự diễn tập Milan lần này sẽ góp phần thúc đẩy, củng cố hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tên lửa này là...